Hello anh em và chào mừng anh em trở lại với Minecraft Big Summon tập thứ 16 hay sao ấy. Ok. Và bên kia thì có một con Rayquaza baby, một con Rayquaza là em bé Rayquaza. Ok, bên này nó đây cái màu đỏ đỏ, một đỏ đỏ bên này đấy. Ok, chúng ta có một con bé Rayquaza ở đây. Không biết bố mẹ nó là ai nhưng mà hiện tại thì bố mẹ nó không có ở đây cho nên là hốt rồi. Ok, chúng ta phải hốt trước khi mà bố mẹ nó về nha. Rồi chúng ta sẽ cho con đắc rai hồi sinh cái đây. Chúng ta sẽ lôi con đắc rai sống lại và sau đấy chúng ta sẽ lôi con đắc rai thông mát con này. Ok, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta vẫn sẽ là đưa nó vào giấc ngủ ấy. Rồi tôi sẽ xả một quả Ultra Ball ra đây. Yeah. Có lẽ tôi nên mua thêm mấy cái quả Dust Ball hơn để bắt vào buổi tối. Chứ hiện tại thì Ultra Ball không thì có vẻ là nó không được đa dạng cho lắm, nó không đủ đô. Rồi chúng ta tiếp tục đưa nó vào giấc ngủ. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục ném Ball vào bằng nó. Nếu mà nó không chịu vào 4 thì chúng ta sẽ nhét nó vào chỗ khác. Oh fuck, rồi máy nó hồi máu rồi, đây mà Ultra Ball mà là lì ta. Con nít mà lì chỉ bị ăn vả rồi, đây mà à, bắt về tao vả chích cổ mày. Ultra Ball tiếp. Đấy thì tao phải bắt một con có full sweep hả? Quên, đến giờ vẫn quên cái đó. Fuck. Ui bớt rồi nữa. Đừng có nó hồi máu tiếp. Không hồi máu. Tốt, ngủ tiếp đi con. Ok, bên ngoài phải đi ngủ sớm. Ngủ đi, đúng rồi, trời đang tối đó, ngủ đi. Con mẹ mày, vô luôn đi. Ngủ xong vô luôn đi, tại sao mày không vô? Fuck you. Đây có cái bong bóng nó mới thổi đây nè. Con nó tỉnh rồi. Ngủ tiếp. Tiếp. Ok, rồi chúng ta lại xả. Ui, rồi mẹ nó sắp chết rồi. Nguy hiểm nha. Rồi cảm giác nó sắp đi rồi. Phật, ôi, khùng người đó. Rồi, thôi, đắc rai đi vô mày. Vô mày không được ở đây, lớn ngứa nó đi vô. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quăng hai thử đó. À không, Ultra Ball đi, dẫn Ultra Ball chứ Level Ball nó không có hy vọng. Phật. Bây giờ thấy đích của con này không mày? Holy shit, Ultra Ball. Ngủ đi con, hay mày chờ tao hát ru. Oh shit, mày đang ngủ thiệt rồi. Mày đang ngủ phải nó đầy cây luôn cái đầu sạch. Rồi, muốn như nó. Rồi xong. Rồi chúng ta lại lôi Dark Ride ra tiếp. Đấy, chúng ta sẽ cho nó ăn một quả Bad Dream. Đấy, rồi lúc máu tiếp. Rồi lại One Ball tiếp. Còn bà mày, bây giờ dăm ba phụ huynh mày tao không sợ nữa mày. Bây giờ phụ huynh mày mà ra đây là tao hốt xác phụ huynh mày luôn. Ok, rồi tiếp tục ngủ. Rồi biết chúng ta sẽ làm lại cái vòng này đến khi nào nữa. Oh, hello Zubat, đến đi rồi. Bây giờ Dark Ride Baby điện đấu với lại Rayquaza Baby. Hai Baby quýnh nhau. Ngủ tiếp mày. Ngủ mày, ok ngủ. Rồi trời sáng rồi, bắt nó từ tối tới sáng luôn. Ôi quầy, ảo lòi liền. Ê, vô, về. Bỏ đây đi. Ok. Rồi. Rồi tôi giới thiệu với anh em này, hiện tại là cái rừng này tôi thấy nó rất là đẹp và rất là hữu tình cho nên là tôi quyết định tôi xây con ngựa nó cái nhà ở đây luôn. Mà hiện tại nhà tôi chưa xây con ngựa gì hết thì tôi chỉ mới xây cái móng nhà ở đây thôi. Tôi để rừng, để đồ cái kiểu thôi. Ok, thì tập hôm nay thì tôi quyết định là tôi sẽ tiếp tục tìm con Asiu. Tập trước thì vẫn chưa tìm được. Và tiếp theo là đi xây căn nhà ở đây. Một lâu đài tình ái ở đây. Yeah, một lâu đài tình ái cho tôi và những con Pokemon. Ý tôi là một lâu đài kiểu cho gọi là cho con người và Pokemon sống hạnh phúc cùng nhau chứ đéo phải là thông nhau nha. Ok, anh em lưu ý cái đó, để nói dễ hiểu lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ chặt cây. Chúng ta sẽ chặt cây để lấy gỗ. Và lấy gỗ để xây nhà. Rất là hợp lý, rất là Minecraft. Ok, bây giờ cây này thôi. Ôi, mất dạy mày. Để chơi mất dạy. Ok, chúng ta được 36 cục gỗ. Rồi lấy cái này luôn đi. Ok, mẹ chế mẹ cái liều đi. Ê, lơ. Có một con xe tốt ở đây. Ok, xe tốt thì tôi chưa có cho nên là loot. Ok. Ê, con gì? Con chim gì lạ quá mày. Hình như xe tốt shiny hả ta? Con chim này màu sắc sặc sỡ quá. Không như con của tôi nó đen thui rồi. Ồ, nó thoát rồi. Rất là nhiều chim. Ồ, kìa con chim. Ồ, fuck, ủa sao con chim? Con này lạ ta. Ở đâu nó cũng vậy mà. Okay, từ từ khoảng đây tôi có con Kawi baby giờ được nhét qua đây lại. Tôi sẽ nhét đâu chỗ legendary. Ok, con này cũng vậy luôn. Ok rồi, con đéo gì đây, cha tốt này, Natu là Formantis này. Này con này thì đến cái level không sao, tao bây giờ vô Rayquaza baby nè. Rồi bây giờ tôi cần phải là chế một cái rìu sắt, nhưng mà hiện tại là đéo có sắt con ta. Từ chắc thử con, hay quá, tôi có sắt ngon. Chúng ta có một cây rìu sắt rất tuyệt vời, mặc dù đéo con mẹ tuyệt vời hết, nó rất là quen thuộc. Ok đây, trời má. Ok, 38 cục gỗ. Rồi cái cây này nhìn ảo không sao, tôi tưởng cái này cây thường chứ chặt mệt lắm, nhưng mà nó là cây của cái mod cho nên là rất là nhanh. Oh hello, hello Ibon, hình như tao vừa chặt cái cây. Ủa, hình như tôi vừa mới chặt cái cây của nó hay sao á. Chết mẹ rồi, ôi tội lỗi quá. Để tao giúp mày Ibon ơi, tao sẽ giúp mày. Tôi biết là anh bạn rất là sốc khi vừa mới mất nhà, nhưng mà không sao, tôi sẽ giúp anh. Anh cứ bình tĩnh. Ok, anh không còn cảm ơn. Rồi, đó, rất là tuyệt vời. Ừ. Làm người tốt thật tuyệt. Đây, tôi có cái này. Ok. Đó, chúng ta được 54 cục gỗ. Rất là hay.
À, siêu hướng là vẫn chưa spawn ra cái demo gì đó. Tôi sẽ lấy cái này. Ok. Thì kế hoạch của tôi là tôi sẽ xây gọi là mấy cái kiểu như là mấy cái tháp, mấy cái nhà mà kiểu tháp vậy á, xung quanh, xong sau đó tôi sẽ nối nó lại với nhau. Ví dụ ở đây tôi sẽ xây ra cái này. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, rồi tôi sẽ xây ra thêm một xí nữa. À không, xây vô trong đi, xây vô trong như này. Rồi sau đó chúng ta sẽ xây ra, đấy, đặt ra. Ui, what the fuck, Lucario. Thế điếu nào, Lucario spawn trong jungle nha. Hư cấu. Hello, chào anh bạn. Lucario level 70, tôi có một con rồi, cho nên là tôi sẽ không bắt con này. Tôi sẽ cho nó đi về với dị vãng. Á, tụi nó còn sống luôn rồi, hay. Ghê quá, tạm biệt bạn. Rồi, anh Lucario đang đi vào dị vãng của Battle Level rồi. Ok, tôi sẽ bỏ Deep Blade đi. Switch skin, ok. Rồi đó, à có xương này, ok lấy. À mà mình lấy xương làm đéo vậy? Mình có trồng cây đấy đâu. Vứt. Ôi, bày. Ok, vứt xương thôi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây nhà. Rồi, hiện tại thì thật ra nhìn nó vẫn đéo ra cái nhà đâu. Đậu xanh. Ok. Tạm thời vậy đi, sẽ nối hai chàng này lại với nhau. Đấy, đó. Ok. Đây rồi sao hai ở đây tôi sẽ xây hai cái tháp chỉ lên. Xong rồi như vậy á, xây hai cái tháp chỉ lên xong nối lại với nhau. Xong rồi đây tôi sẽ xây một cái nhà chính. Rất là hợp lý. Như nào đây? Chắc xây lên cao 2 block đi ha. Ok. Cái cầu thang nó sẽ đặt ở đây. Đi lên đây, à đặt ở đây, xong đi lên đây, xong đi lên đây. À là cái nhà chính ở đây. Ba cháy. Hôm nay chắc xây cái máu cuối cùng mày. Hết hồn. Rồi tôi sẽ chỉ còn phải lấy thêm tí gỗ. Đây. Ủa cây này cây thường hả? Chà, cây thường đã biến chặt các bạn. Thôi, để cho nó vô lại. Chúng ta sẽ qua để chặt mấy cái cây này cho nó dễ, cho nó nhanh gọn lẹ. Holy fucking wow shit. Oh, Jesus. Jesus Christ. Chào cậu. Cậu gì đây? Đây là cậu Iron Vow. Đéo nó nhiều, vô. Shit. Đây. Ok đi. Fuck, vô. Hừa, cái đồ bùi vậy. À đây, ok được rồi. Mặc dù tôi biết là đéo có tác dụng rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ quăng thôi. Ok, chúng ta sẽ hốt xác nó. Ok, ôi, ok, bắt bị đắt rai. Thứ nhất chúng ta sẽ cho nó đi vào giấc ngủ. Ồ, vô luôn rồi. Rồi bạn ơi, ơi cái cây này không biết chặt một phát nó có xuống luôn ta, có không? À không, nó không có. Rất tiếc, đây cây này sẽ chặt phát nó xuống này. Cây này đi. Oh hello, một con này Kessalon luôn rồi. Tôi nhớ nó là Kessalon gì đó. Ủa nó đi rồi. Được, tôi còn phải lấy gỗ chứ. Ok, rồi. Em ơi, em đâu rồi? Em ơi. Đi nhanh thế. Ủa mới quay đây một cái đi nó bắt rồi. Đây. Kessalon. Kẹt Leon. Ok, nó là Kẹt Leon nha. Rồi. Nãy tôi đọc sai, xin lỗi. Ok, rất vui được gặp mày, Kẹt Leon. Vô. Đi. Vô. Oh, vô luôn. Oh. Mày thế. Ok, ở đây chúng ta có một cái cây khác. Ở đây thật ra chúng ta ở đây chúng ta có rất nhiều cây. Tôi nói vậy nó hơi thừa. Rồi chúng ta có đủ gỗ rồi. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi về lại nhà của chúng ta đây. Đây là căn nhà thứ hai. Đây sẽ là cái lâu đài nơi con người và Pokemon sống hạnh phúc cùng với nhau. Hạnh phúc vào buổi sáng và cả buổi tối. Buổi tối làm gì thì tôi đã biết. 1, 2, 3, 4. Ok. Ôi cái con Skidder kìa. Ok. Ok, đây nhá. Ok nhá. Ok, hai cái nha. Rồi chúng ta sẽ lắp cái này vô. Rồi rất là tuyệt vời. Ok, hoàn hảo. Đấy, chúng ta đã có một cái móng nhà rất là vững chắc. Mặc dù là xây kiểu đéo thì nó cũng vững thôi, tại vì Minecraft sập thấy đéo là được. Oh, có một con shiny monkey ở bên kia. Một con khỉ shiny, có lẽ đó là tôn ngộ không chăng, phải không? Một con khỉ màu vàng. Hiện tại trời hơi tối ha. Tôi sẽ cắm một ít đuốc ở đây. Ok, thắp sáng lên. Rồi. Sấy. Đó, ok, đó là ấm cúng. Rồi chúng ta sẽ đi qua hốt xác con khỉ kia. Khỉ ơi, em ở đâu rồi khỉ ơi? Em bên này đúng không? Hướng này đi lên 50 block. 27 block. Đi lên xíu nữa. Chết con bà nó trên cây. Ở trên cây chơi mình mày đúng không? Là biến lên cây quá. Rồi chúng ta sẽ đi tìm con Asiu. Vừa đi tìm Asiu mà chúng ta sẽ vừa chặt thêm một gỗ nha. Có lẽ Asiu nó sẽ spam ở vùng này. Hiện tại tôi vẫn chưa coi lại là Asiu nó spam vào giờ nào nữa, cái đầu xanh. Xì đài. Mày, tôi sẽ chặt cái cây đi trước. Ok. Đó, rồi, rụng cây. Oh, hello monkey. Monkey, hu hu, kẹt 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 kẹt. Hu hu, kẹt 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 kẹt. Ok, chúng ta có VDVD. Một con monkey khác. Rồi, ok, monkey vậy là đủ rồi. Chúng ta làm người thôi, không làm khỉ nữa. Nhưng thứ ta cần là một con Asiu. Asiu ơi, em ở đâu? Tại sao em vẫn chưa ra? Có phải vì giờ này không phải là giờ vậy? Nồi bát. Fuck. Ôi, nó nhảy hip hop này. Hay. Ui, hay nhờ. Đó, giờ biết nhảy hip hop. Này chắc để Batman rồi. Mà Batman biết nhảy hip hop không ta? Nhìn nó vô luôn rồi. Nó vô luôn rồi. Ngon. Ok, rất là nhanh còn. Chúng ta sẽ đi lên. Thôi chứ con Rayquaza này vô đi. Xong chúng ta sẽ lôi con Nobat ra để lên level cho nó. Một con, ui, một con boss set tail.
Xếp xếp à không xếp 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 tail. Nó là xếp nha anh em, xếp tail. Ok, rất là chiến, rất là to. Ý tôi là to về kích thước ấy. Ừ. À, đuôi nó cũng to nữa. Nói chung là cái gì trên người nó cũng to hết. Bây giờ tôi sẽ lôi con gì ra quýnh con này ta. Hình như là hiện tại là tôi hơi nhiều KOV ha. Nhiều KOV mà không có con người nào quýnh được hết. Ờ có, à đây có Salamence này, Salamence này, Zacian. KOV không biết quýnh được không ta. KOV sợ ra nó quất cái chết. Hãy đuôi được chứ. Ờ Aceus, ok. Ok. Đó, đội hình này rất là chiến. Đầu tiên chúng ta sẽ thử cho nó ngủ. Rồi xong nó đéo ngủ. À không, nó đã ngủ rồi, rất là tuyệt vời. Dream Eater, chết bể đi. À, tôi sẽ gọi chiêu này là bú thần trưởng. À, bú khi đang ngủ. À, tên đéo này tôi cũng phiền đó, tôi bỏ đi. Bú khi đang ngủ. Đó, trời, một con duy nhất còn gây đến. Ui, chúng ta được một cái chúng ta được một cái Ultra Necrozium Z. Ngon. Rồi chúng ta đã có thể biến được, chúng ta có thể tạo ra được đấng Necroma. Bây giờ thì nhét con này vô lại. Má cho mấy này ra chi vậy, nhét vô lại trời. Ui, có một chị gái đằng kia. Để cho chị, để chị yên đi. Chúng ta sẽ không làm gì hết. Ui. Fuck, thì sẽ còn phải cất bất đồ vô. Ok, rồi tôi sẽ còn chế thêm cái rương. Cắt 3 cái. À, đúng rồi, 3 cái. 3 cái, tôi sẽ một cái đây, cái như này. Ok. Rồi tôi sẽ lôi hết mấy cái đống đồ trong này ra. Ui, shit nhiều quá. Hay thì tôi kiếm được con Jacko ha. Rồi tôi mở. À đây đây, Asiu. À gì nó mô tô đâu đây rồi anh bạn của chúng ta đây. A siêu đây rồi, chúng ta sẽ cho con đắc cry ra kia. A siêu siêu của mày đó siêu. Rồi chúng ta sẽ sử dụng level bone. Ê chết mẹ, xà lô ultra bone này. Fuck đây rồi, vô luôn rồi, ngon. Ui nhanh còn lẹ. Rồi chúng ta có chắc con này thích tôi á, nhìn thấy tôi đẹp trai quá mà.